Xin thân ái kính chào tất cả anh chị em quay trở lại shop Vạn Năng. Hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2024. Thì trước hết em xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã từng xem kênh và mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Thì bên em thì có hai hình thức để thanh toán. Thứ nhất là chuyển khoản, đơn hàng từ 300 nghìn trở lên, chuyển khoản đủ là sẽ được bao ship. Còn nếu như ship code thì anh chị vui lòng thanh toán tiền ship giúp em. Tiền ship thì theo độ nặng nhẹ của sản phẩm. Rồi sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay là mã cảo. Đó, mã cảo này em bán 300 nghìn, cảo ép anh chị, anh chị chuyển khoản đủ được bao ship luôn nha. Đó, cảo này xài rất là êm luôn, hoạt động tốt ha, nấm dặn rồi gì đầy đủ ok hết đó. Kích thước của cảo là, cảo này là 200 x 80 mm đó, hoạt động ra vô bình thường, cảo nhanh mình tặng đưa hàm rộng lớn nhỏ ra bình thường đó, hoạt động ok. Hai cây em bán là mã cảo 300 nghìn ha, anh chị lấy liên hệ giùm em. Rồi mã thước xếp với thước rút nha, ba cái thước xếp, bốn cái thước xếp này ha, số đầy đủ đàng hoàng hết, 20 mm đó, với một cây thước rút, cây thước rút dặn ốc ra thì mình rút ra ha, rút ra đó đó. Rồi ok, em chị lấy thì liên hệ giùm em mã thước rút ha. Này thì em sẽ bán cho anh chị là 100 mã thước, gồm có 5 cây thước nha, có 100 anh chị. Rồi tiếp đến thì tới cái mã sủi anh chị, sủi em bán cho anh chị 150, cây này cầm rất là im tay luôn, sủi vệ sinh nước sơn bê rồi gì ha, đó, nền gạch rồi gì đó, sủi bê rất là ok luôn, thương hiệu là Tagima anh chị, thương hiệu là Tagima Made in Japan luôn nha, có 150 dày dặn cứng cáp anh lắm anh chị đó, anh chị xài thì liên hệ giùm em nha đó. Rồi 150 dặn ốc này ra mình đảo lưỡi lại, tại lưỡi bén em đút vô trong ha, xài đang gắn là cái lưỡi dao giấy. 150 mã bằng bào to anh chị ha, 150 anh chị, bằng bào có chữ rồi gì đầy đủ hết đó. Rồi lưỡi nè, rồi anh chị lấy liên hệ giùm em nha đó, anh chị lấy liên hệ giùm em. Dũa, cái dũa kim cương em bán 200 đó, anh chị xài liên hệ giúp em, dũa kim cương nha 200. Dao anh chị, dao mã 1 cái dao sứ, thương hiệu là Kyocera chuẩn quân đội Nhật. Đó, giá 2780 là yên nè. Này thì em bán cho anh chị giá là 100 ha anh chị, 100. Dao sứ còn nguyên trong hộp luôn, 100 nha anh chị, anh chị xài liên hệ giùm em. 100.000. Dao mã 2 là cái dao xếp, ốp hai bên này là ốp sừng. Đó, ốp này bằng thau. Rồi, dao thì đây nó có cái đây là một cái lưỡi dao, đây lưỡi dao nha anh chị, đó rất là cứng cáp chắc chắn nha, không có lỏng quẹo gì hết ha. Rồi thêm cái lưỡi này, đây là cái lưỡi khui lon, khui đồ hộp và khui nắp chai bia đó. Rồi anh chị nào mà dùng thì liên hệ giùm em nha, có hai lưỡi, có hai lưỡi nha anh chị, dao ship đó, anh chị lấy thì liên hệ giúp em ha. Cái này nó xúc ra, cái này gắn vô lại được nha chị, gắn lên vô tán cái đầu này lại là nó dính lại thôi đó. Rồi anh chị lấy thì liên hệ giùm em nha, em sẽ làm cái này lại luôn. Rồi em bán 250 ốp sừng nha anh chị, dao sưu tầm ha, múc kem, cái cây múc kem hoạt động tốt anh chị, này hoạt động tốt đó. Rồi cây múc kem này em sẽ bán cho anh chị giá là 100 nha, cây múc kem 100. Đây nó để số 14 bên đây, còn bên đây nó để là stainless ha. Đây stainless 18-8. Cái đồng hồ đo điện VOM anh chị, bán cho anh chị 1 triệu nha. Hàng này Made in Japan luôn, hoạt động tốt chuẩn chỉ, bên đây đo DC từ 0.3V cho tới 300V. Bên đây đo AC điện xoay chiều từ 12V cho tới 600V. Bên đây đo thông mạch nhân 1kg, nhân 1, nhân 10, nhân 1kg. Đó, tất cả thang đo là hoạt động tốt chuẩn chỉ hết anh chị. Đây kim nè, lên ok hết nha. Rồi anh chị dùng thì liên hệ giúp em đó. Đây nó đo, đo thông mạch báo còi, thông mạch báo còi nha. Rồi ok, còn cái này là milliampere đó. Rồi Made in Japan luôn, anh chị xài liên hệ giùm em. Mã đồng hồ này em bán 1 triệu nha anh chị, dây zin luôn nha. Đó dây zin, anh chị dùng thì liên hệ giùm em 1 triệu nha. Tiếp theo thì tới mã búa anh chị, búa bi này em bán 100 nghìn nha, anh chị lấy thì liên hệ giùm em. Búa bi 100 nghìn. Đây búa bi, bầu bi tròn còn đẹp 100. Búa mã 2 100 luôn anh chị.
đây Metan Rico ha, búa này thì nó bị cái đít này nó không có còn tròn nữa, nó bị thẹo đây. Rồi nhổ đinh còn đẹp luôn, anh chị lấy liên hệ em nha. Búa này búa lớn dài ha, đậm lắm đó, chỉ có mẻ chân đây xíu. Rồi em bán cho anh chị 100 nha, búa mã 2. Mã A4 mực em bán anh chị là 70 nha anh chị, hoạt động tốt ha. Đó 17m, này tay ma luôn anh chị, này là khóa lại ha. Rồi xài xong mình quay vô đây, có tay quay, mở ra thì mình kéo ra gì ha. Búa mực khô này màu trắng. Rồi ok, xài xong mình quay vô đây. Cái này thì nó có cái mũi nhọn ha, cố định đầu đằng kia. Rồi em bán búa mực 70 anh chị. Các ống, các ống này là các ống đồng nè, lưỡi còn ok luôn, là luôn anh chị, có thiếu cây lấy ba vớ thôi. Rồi ngoài ra là hoạt động tốt, bánh lăn nhẹ nhàng hết, hoạt động tốt ok hết. Thương hiệu là Red anh chị, thương hiệu là Red. Mã cắt ống ha, mã cắt ống em bán cho anh chị 100, đây còn lưỡi sơ cô luôn, có 100.000 nè anh chị. Hoạt động ra vô nhẹ nhàng bình thường ok hết nè. Đó kìm bấm, kìm bấm bán anh chị là 200 đó. Đi kìm bấm con cua của Nhật anh chị, xài rất là ngon luôn ha, bấm rất là ok đây. Đó hoạt động ok ha anh chị, anh chị dùng thì liên hệ giùm em nha. Đó rồi này em bán cho anh chị là 200 mã kìm bấm lục giác nhỏ anh chị, lục giác nhỏ mà của Nhật nha. Đầu cổ này là em bao cho anh chị là còn ngon lành, sáu cạnh ra sáu cạnh đàng hoàng chứ không phải chọn lụi nha anh chị, bao anh chị dùng luôn. Nó sáu cạnh là còn hẳn hoi đẹp cứng của Nhật anh chị ha. Rồi em bán cho anh chị giá là 80 nha. Đó bộ lục giác Nhật 80. Rồi tiếp theo thì tới mã Molet nè anh chị. Molet này 300ml em bán 180 nè anh chị, thương hiệu Super nha, thương hiệu Super đó, ngoại hình nè. Đó rồi miệng ok ha, ra vô thì hoạt động bình thường hết rồi, anh chị dùng thì liên hệ dùm em thôi. Đó Molet 300ml em bán 180 nha, mã Molet Super. Rồi tiếp theo thì tới bầu sơn anh chị, bầu sơn em bán 300 nha, bầu sơn em bán 300 đó. Rồi anh chị xài liên hệ dùm em nha, 300. Nắp đậy bầu sơn nè, bầu sơn ghim của Nhật nha. Anh chị nào mà súng sơn đang thiếu bầu sơn, hư bầu sơn gì đó thì lấy ha. Đó em bán 300 nha, chuyển khoản đủ em bao ship luôn bầu sơn. Tiếp theo thì tới mã vít anh chị. Mã vít thì em có hai cây này lớn nè, cây Anet nè, với cây này là gỗ ha, cán gỗ đóng được ha anh chị. Cái đầu này BH3, cái đầu lớn, đầu cộng còn đẹp lắm. Rồi tới cái đầu trừ nè. Rồi một cặp này em sẽ bán cho anh chị giá là 80 nha anh chị, một cặp 80. Rồi tiếp theo thì tới là súng silicon anh chị. Súng silicon hoạt động tốt ok, chỉnh chỉ hết nha. Đó trùng chỉnh với silicon của mình, ở đây có cây khử keo luôn. Thì anh chị mua về thì anh chị chỉ việc dùng thôi. Cây này thì em bán cho anh chị là 80. Ủa cây này em bán 100 chứ, giá 100 nè, silicon 100 nè. Đó hoạt động ok nha, trùng chỉnh với silicon của mình luôn nha. Anh chị mua về bỏ cho silicon vô là xài thôi. Rồi em bán 100, về dặn chắc chắn nha, hoạt động ổn định ok ngon lành. Đó tiếp theo thì tới súng xịt. Súng xịt em bán cho anh chị giá là 150 nè, 150. Cái này có đầu kết nối hơi vô đây, còn cái này cái bầu thiếu cái bầu đó. Cái này thì họ chế chắc là bắn cát nè, đây nó có cái đường ống nè, đó cát chứa trong cái bầu. Cái nào mình bấm hơi ở đây thì nó sẽ pha lẫn cát, chứ cái này mình chỉnh được nữa anh chị. Đây mình bắn hơi với cát ra đây ha, đó cái đầu của nó là như vậy đó. Rồi anh chị lấy liên hệ giùm em. Mã súng xịt em bán cho anh chị giá là 150 nha anh chị. Rồi tiếp theo thì tới mã kéo cành đi. Kéo cành này thép đen đúc nguyên khối nha. Đó cái cán này rất là dày dặn luôn, cái cán này rất là im luôn anh chị. Đó lưỡi thì em bao bén ha, về là anh chị dùng luôn nha, lưỡi bao bén về anh chị dùng luôn. Anh chị xài liên hệ giùm em nha, cán đúc nguyên khối không có chữ nha anh chị. Rồi thép Nhật em bán cho anh chị là 300 nha, kéo cành 300. Tiếp theo cây cạp, cạp này em bán 500 anh chị, cạp này em bán 500. Hình thức ngoại hình anh chị xem giùm em nha. Đó rồi thép đen luôn, thép đen. Cái cửa chốt này còn tròn lụi luôn nè, đó cửa chốt là còn tròn lụi luôn đó. Cái miệng này là cái miệng ghim của nó là gì luôn nha anh chị, miệng của nó còn ghim gì luôn đó. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì liên hệ giùm em. Cây cạp tròn nha, cây cạp tròn này em bán 500 ha. Kìm mã 1 là cái kìm hai nấc nè anh chị, cái kìm hai nấc EBS này thương hiệu của Nhật nha. Đây mình mở cái này thì nó mở rộng ra nữa đó. Rồi cái này thì thu hẹp lại. Rồi dặn ốc là gì rất là hay anh chị. Đó đúng ra thì bên đây nó còn cục nhựa nữa, nhưng mà bên đây nó gỡ cục nhựa ra nó dặn hay gì nè. Đó nhựa này dặn để chống chày đó anh chị. Rồi ok,
Thì cái này em sẽ bán cho anh chị 50 kèm mã 1, kèm mã 2 em bán cho anh chị 150 nè. Cái này là khui da anh chị làm điện ok nha. Đó. Tay da còn ok nè, khui da nha anh chị. Đó. Cạnh cắt của nó nè anh chị, cạnh cắt nè, nhìn phía sau không thoát sáng nè. Đó, rồi găng cỏ cũng còn ok lắm nè. Đó. Còn ok đẹp luôn. Đó. Rồi cái này khui da chuẩn nhất Nhật đầy đủ đàng hoàng, kèm mã 2 em bán 150 nha. Tay này dài nha anh chị. Rồi tiếp theo thì tới cái tăng nơn nè, cái này bán nha anh chị, cái này bán. Cái này em bán cho anh chị là 200, cái này em bán anh chị 200. Mã tăng đơn nha. Tăng đơn này thì tỉa, trắng tóc hay gì đó. Rồi hoặc anh chị muốn dùng gì dùng, thương hiệu Nati sử dụng hai cục pin nhỏ này nè, remote này nè. Đó, mới để pin mới cho anh chị luôn đó. Cái này made in Japan luôn anh chị. Rồi em bán có 200 nghìn nè, xài pin bỏ rất tiện lợi, xài hết pin mua pin khác bỏ vô là xong, có mã số rồi gì đủ đàng hoàng. Đó. Rồi thằng này made in Japan rồi, anh chị cứ yên tâm nha, có để made in Japan ở đây luôn rồi nè. Đó, mở cái nắp lưỡi này ra thì cái lưỡi nó ở đây ha. Rồi mình chắn rất là bén nha anh chị, rất là bén nha. Đó, mình chắn mình cạo lông là gì đó. Đây em có lông chân em thử nè. Nãy thử anh Khúc ở đây rồi, giờ qua tới đây nha. Đây rất là bén nè, đẩy em bắt lên ha. Đó, anh chị thấy chống lỏng ở đây liền ha. Đó. Rồi ok nha. Anh chị nào mà lấy thì liên hệ giùm em nha. Cái mã này là cái mã tăng đơ nha, tăng đơ 200k. Sử dụng pin bỏ Nati Onan, Nesino gì cũng được nha. Đó, made in Japan, đây made in Japan đây. Made in Japan luôn anh chị. Thì anh chị nào dùng thì cứ việc liên hệ giúp em nha. Mã này tăng đơ em bán 200 nha. Rồi tiếp theo thì tới mã máy tính anh chị. Máy tính này em sẽ bán cho anh chị giá là 200 luôn. Máy tính này là máy tính Casio anh chị. Casio. Made in Japan nha anh chị, con này made in Japan ha. Made in Japan sử dụng pin 1.5W 2 cột. Rồi mình gài vô là như vậy ha anh chị. Đó, mình gài vô là như vậy, công tắc thì mình bật lên on thì nó hiển thị lên thôi. Đó, rồi số má là gì đầy đủ hết. Đó, số đầy đủ hết. Con này thì hiển thị 8 số, hoạt động tốt tất cả các phím tính anh chị ha, cộng trừ nhân chia đầy đủ hết, tất cả các phím hoạt động tốt ok ngon lành hết. Đó, có công tắc nguồn, tiết kiệm pin. Đó, anh chị nào dùng cứ việc liên hệ giùm em. Đó, cái này là Casio Made in Japan, cái này em bán 200. Đó. Máy tính gọn, bỏ túi, gọn trong lòng bàn tay nha anh chị. Để tính tiền rồi này kia họ đó. Máy tính mã 2 em bán cho anh chị 300 luôn. Cái này nó cũng có công tắc bên hông. Online thì màn hình này trong bóng đêm vẫn sáng bình thường anh chị, nó là dạng LED nha anh chị, LED. Rồi, ok, thì tất cả hoạt động tốt, chuẩn nét hết. Đó, con này cũng 8 số. Thì anh chị nào mà dùng thì cứ việc liên hệ giùm em. Đó, 8 số. Đây em để pin mới luôn anh chị. Đó. Rồi cái này cũng made in, cái này là made in Korea. Con này sản xuất ở Hàn Quốc nha. Đó, xuất cho thị trường Nhật ha, made in Korea. Hàn Quốc xuất Nhật nha anh chị. Rất là chuẩn, hoạt động rất là ok luôn, thương hiệu Sharp. Em bán 300, chuyển khoản đủ em bao ship máy tính mã 2. Tiếp theo tới máy tính mã 3 anh chị. Canon, con này tính tiền là bao phê luôn, cái màn hình số rất là lớn để ngón tay vô anh chị sẽ thấy nè. Đó, 12 số nha anh chị. Rồi bắt đầu em sẽ on lên cho anh chị xem số nè, đây có năng lượng nha. Đó, rồi số nè, 1 2 3 4 5 6 nè. Đó, số gõ không đứt nét ha. Số gõ không đứt nét nha anh chị. Đó, anh chị xem. Rồi có nhu cầu lấy thì liên hệ giùm em, tất cả các phím tính bình thường hết. Rồi anh chị lấy thì liên hệ giúp em nha. Thương hiệu là Canon nha. Con này thì made in China. Cái này chuẩn nhất Nhật nè anh chị. Đó, tiêu chuẩn của Nhật là cái hình này ha. Rồi anh chị sử dụng thì lấy thì liên hệ em, không bể không gì hết trơn, nguyên lành, số lớn 12 số luôn nha. Thích hợp tính tiền mua bán là gì nha anh chị. Đó, cũng vừa vừa. Đó, rồi em bán cho anh chị giá là 300 nghìn nha. Tiếp theo máy tính mã 4 em bán cho anh chị giá là 400 anh chị, cũng số lớn nè anh chị, cũng số lớn. Có năng lượng ha. Đó, rồi em on lên nè anh chị. Số thì gõ nét không đứt đoạn ha anh chị, 12 số luôn. Con này là 12 số luôn nha anh chị. Đó, 12 số luôn. Giờ này thì trời cũng hơi tối rồi, cái ánh đèn của em nó không có đủ sáng để cho nó hiển thị rõ ha, nhưng mà anh chị bấm 1-2 số nó vẫn rõ bình thường anh chị. Đó, rõ bình thường nha. Đó, rồi anh chị nào mà lấy thì cứ việc liên hệ giùm em nha. Đó, máy tính tiền, con này Trung Quốc xuất Nhật nha, con này to nè, sử dụng một viên pin một à. Đó, rồi made in China ha, made in China xuất cho thị trường Nhật. Rồi con này to nè, to hai bàn tay nè. Con này thì em bán cho anh chị là với giá là 400. Em bán 400 nha, chị nào lấy liên hệ giùm em, chuyển khoản đủ em bao ship. Tiếp theo thì tới cái hộp nhạc anh chị.
Thạch nhạc này em bán cho anh chị giá là 100 nha. Bật lên thì anh chị có thể để nữ trang này trong đây. Đó, dây chuyền nhẫn này vô đây. Cái này có cái gương nha, cái này có cái gương. Đó, đang có cái gương. Rồi, ok. Thì mình đẩy lại như vậy á thì nó sẽ không có đờn nha anh chị. Ủa cũng đờn hả? Ở sao nó cũng đờn đây? À nó gớt cái này nè. Cái này là cái bộ nhạc của nó ra trong đây anh chị. Sankyo Japan trong đây nha. Mấy cộng này là phát ra âm thanh nè, cái này cái trống tan của nó nè. Đây em gài cái chân này lên đây rồi mình đẩy nắp lại là nó không có hát nha anh chị. Không hát. Rồi, cái này thì Made in Japan nè anh chị. Lên giới thiệu ở đây nè. Ở đây nó còn có 3 chân nha anh chị. Nó 4 chân mà nó còn có 3 chân nè. Rồi em bán 100 nghìn nha anh chị. Đó, hộp nhạc NHK. Đây dở nắp lên đờn nè. Thấy nữ trang rồi mình đeo, mình vừa soi gương, mình vừa đeo rồi mình vừa nghe nhạc giải trí luôn ha anh chị. 100.000 mã hộp nhạc giùm em, chị lấy liên hệ giúp em nha. 100.000. Rồi mã ô khóa, ô khóa mắt cây nè em thanh lý nha, em không biết của xe nào nữa. Anh chị nào có nhu cầu thì mình về ngâm cứu ha. Ô khóa này em bán 500 nha, thanh lý. Rồi Honda, biết cái hãng Honda vậy thôi. Rồi có remote đây. Rồi remote còn pin luôn anh chị. Remote còn pin luôn nè. Đó, nháy nháy đèn luôn. Remote Honda luôn nha. Có túi rồi gì nè, rất là quay luôn. Rồi cái này chìa nè, chìa cũng Honda luôn. Đây cái mặt của nó như vậy. Thì anh chị nào biết xe nào thì anh chị về nghiên cứu gắn ha. Đó. Rồi. Mắt cây. Rồi. Này bát dây gì còn nhóc chân nè. Móc đó. Rồi anh chị xài liên hệ giùm em nha. Một mớ phụ tùng trong đây. Rồi giá bán là 500.000, giá cho anh chị nghiên cứu nha. Đó. Rồi tiếp theo thì tới mã chanh anh chị. Mã chanh này em sẽ bán cho anh chị giá là 400 nha. Chanh em sẽ bán cho anh chị giá 400. Đây chanh. Chanh này giống như chanh đồng nha anh chị. Đó. Làm nổi cộm lên ha, nổi cộm lên. Đó. Mấy như vậy nè. Bên trong cái này là bằng vải ha, bằng vải. Cái này chắc nó bị ẩm, nó bị ẩm. Đó. Rồi. Có giá trị sưu tầm luôn anh chị. Em bán 400 nghìn nha, còn kính đầy đủ. Nó thử đây, dòng chữ đây. Ở phía sau nè, khung gỗ còn nguyên lành hết. Chuyển khoản đủ em sẽ bao xếp cho anh chị luôn nha, khung gỗ thịt. Đó, em bán 400, mã chanh giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì tới mã kích. Mã kích 12V lên 220V, em bán 150. Cái này chắc xài bơm oxy rồi gì cho cá rồi gì cúp điện rồi gì được nè. Hoặc là mình xài đèn ha. Xài quạt thì nó quạt cũng được, nhưng mà cái là nó hơi nó có tiếng ồn hơi. Quạt lâu thì nó nóng quạt ha. Thì cái này thì nó xài nó để đây là 300W nè, 300W. Cái này xài máy tính được nè anh chị. Cái này xài máy tính được nha. Con này cúp điện luôn nguồn cho máy tính được nè. Nó không bị tắt ngang nè. Đó. Rồi, UPS, Santac. Con này đúng ra trong này nó có cái bình nữa, nhưng mà bình hư em bỏ ra cho nó nhẹ, bán 150. Không có bình nha. Nó không có bình. Thì về anh chị lấy bình xe máy hay là anh chị lấy bình nào đó tận dụng xe đạp điện bỏ ra đó. Thì mình câu dây ra, câu dây ra nha. Lúc này điều gì còn khởi động ok, con lành hết, hoạt động tốt hết nha. Đây, dây điện nè. Đó, dây điện có tiếp địa nè, ba chấu. Rồi ra hai chân này là ha. Cái này thì anh chị để sạc bình cũng được nha. Này gắn bình vô đây, ghim điện 220 là nó sẽ sạc bình. Cái này 220 được luôn anh chị. Cái này input 220, output 220 nè. Vô 220, ra 220 luôn. Để sạc bình được luôn nha anh chị.
Rồi anh chị xài liên hệ giùm em. Cái này tác dụng của nó là cúp điện ngang là nó sẽ không có bị gián đoạn cái máy tính của anh chị đó. Rồi cái này thì ghim vô 220, cái bình thì anh chị lấy bình xe Honda hay bình xe đạp điện gì đó cũ mình tận dụng. Rồi mình gắn vô đây, trong đây mở hai ngóc này ra, nó sẽ có hai cộng dây cộng trừ đỏ đen gì đó mình đấu vô. Rồi này cũng dễ lắm nha anh chị. Đó anh chị xài liên hệ giùm em 150. Đó bình thường thì anh chị ghim thiết bị vô đây nè thì nó sẽ xài nguồn trực tiếp và nó sạc bình. Rồi khi nào cúp điện á thì tự động nó xuất ra, nó xuất ra đây. Đó. Rồi nó xuất ra, nó xuất ra cho mình xài máy tính, không có bị tắt ngang, không mất dữ liệu. Mình đang làm đó, nó bị mất dữ liệu nha. Xanh tắt nha anh chị. Rồi hoạt động tốt hết, nút khởi động nguồn đây. Rồi dây này cũng 1 mét mấy nè. Em bán cho anh chị 150 nha anh chị. 150. Tái mã bếp từ đi anh chị. Máy từ Bana ha anh chị, máy từ Bana. Đây cái từ này cái từ đơn nhưng mà là dạng lớn nha anh chị, dạng lớn. Đó, mã nó KZHB1000. Con này thì nấu hai một cái bếp chính luôn, hay gì anh chị nấu bếp ga hay gì đó, anh chị nấu bếp này hàng ngày nấu ăn luôn bình thường. Hoạt động tốt lắm anh chị. Dây là dây zin anh chị, dây zin. Dây là Nati luôn nha, dây Nati. Thì nó là dòng họ của thằng Bana đó. Mà cái thế hệ trước đó là nó Nati, sau này nó Bana thôi, nó vậy thôi. Đây chị, đây mắt in này là Nati nè, National đó. Đó, đây chuẩn nhất Nhật luôn nha anh chị, đây chuẩn nhất Nhật luôn. Thì hoạt động chuẩn chỉ anh chị, hoạt động chuẩn chỉ ha. Đó, đây cấp nguồn thì anh chị cắm dây ở đây, cấp nguồn anh chị cắm dây ở đây. Này nó không có nồi thì anh chị ghim điện lên xíu là nó sẽ báo nha anh chị. Đó, khi nào mà có nồi thì nó hoạt động ok, con làm hết. Đây, cắm điện thử cho anh chị nè. Nó báo nguồn nè, báo nguồn đèn chớp đây. Mình chọn chế độ, đây nó có 4 chế độ nè, anh chị chọn chế độ nào thì mình sẽ chỉnh thêm nhiệt độ trên đây đó. Rồi ví dụ mình chọn chế độ trên đây đi, mình chọn cái nút này thì mình tăng giảm nhiệt độ là bằng số đó, lên xuống nè, nó báo rồi nè, là không có cái nào thì nó sẽ báo, nó không cho mình chỉnh gì nữa hết nè, nó báo nè. Đó hiện tại là 200 độ nè đó. Rồi dưới này là mình đếm thời gian, còn này hẹn giờ tắt, tức là đếm thời gian khi mà mình bật bếp lên là mình đếm thời gian, nhấn lúc này nó sẽ đếm mình sẽ nấu cái nồi này trong vòng 10 phút hay là 20 phút, 30 phút, 50 phút gì đó, thì anh chị chỉnh đây đó thì mình sẽ xem được cái thời gian mà mình nấu. Còn mình hẹn giờ, ví dụ như mình hẹn 5 phút, 10 phút, 20 phút gì đó nó tắt thì mình hẹn giờ ở đây đó. Rồi ok ha anh chị, anh chị nào có nhu cầu là lấy thì liên hệ giùm em. Bếp có chế độ hẹn giờ rồi về luôn, đếm thời gian. Em bán cho anh chị 1.800.000 nha, bếp lớn nha anh chị, chứ không phải bếp nhỏ nha. Bếp này lớn á, 1.4 kg. Đó, thương hiệu là Panasonic nha anh chị. Đó, nguyên lành, nguyên zin luôn chứ. Cái này là nguyên zin không qua sửa chữa gì hết nha anh chị. Cái này là nguyên zin không qua sửa chữa gì hết. Em bán 1.800.000 nha. Đó là làng ông chị. Tiếp theo thì tới là bình xịt. Cái bình xịt này là của thằng Hitachi anh chị. Điện của nó là game điện dây cam cam đây nè, 100V. Thì cái điện của nó là 100V, chị phải cắm qua biến thế mới xài được nha, chứ không có cắm trực tiếp 220 được nha anh chị. Thì cái này á, là em sẽ bán cho anh chị là 650. Mà cái bình này nó bị lỗi là bị test cái bình chứa nè anh chị. Đó, thì cái này em sẽ nói rõ, anh chị nghe rõ trước khi mua giùm em nha. Cái bình này nó bị tét, nó chảy nước. Đó, dây này chắc mười mấy mét nè, mười mét hoặc là 15 mét gì nè anh chị. Thì anh chị mua thì em sẽ đo cụ thể chính xác cho anh chị, điện thoại cho em hoặc kết nối Zalo ha. Zalo của em là 0335172445 nha anh chị. Thì dây này em khi nào anh chị lấy thì em sẽ test dây này bao cho anh chị hỏng xì luôn, không có bị xì lủng trên đường dây luôn. Đó, dây này chắc 8 ly. Đó, còn cái đầu này là cái đầu nó xịt nước ở đây nè, thì anh chị có thể kết nối thêm cái đầu dòi, kết nối thêm cái đầu dòi để nó bắn cái ra cái dòi bét đó, để phun ra nhuyễn nó gì đó, anh chị cầm đây nè. Đó, rồi kết nối thêm cái đầu dòi, anh chị có thể mua đầu dòi, xách cái này ra chợ mình mua chỗ mấy cái bán ba cái đồ thiết bị mà đầu dòi bét rồi gì đó anh chị. Đó, dây này dây Nhật xịn luôn nha anh chị, nguyên một bộ của nó nè. Thì em mở cái này ra cho nó gọn đi nè, cộng dây của nó không là gì nè anh chị. Đó, dây này không là cũng hết 200-300 nghìn nè anh chị, dây xịn nha, chứ không phải là dây vớ vẩn nha anh chị. Mà em bao cho anh chị là dây đó không xì, máy thì hoạt động tốt nè. Đó,
thì em bán là 650, là trọn bộ máy bình rồi gì dây luôn. Nhưng mà lỗi cái bình là nó bị tét. Đây em mở ra cho anh chị xem. Đây còn cái ống để mà bóp nó pha thuốc hay gì nè. Đây nó có cái đường tét đen đen đó ngang qua đó, quay cho anh chị xem á ha anh chị. Ở trong nhìn ra rất là dễ thấy, nó tét nguyên đường ngang gì nè. Rồi anh chị về rửa hơi khô, xử lý keo hay gì đó, hoặc hàng lại để mình sử dụng. Nó hàng trong hàng ngoài gì đó để mình sử dụng tận dụng là cái bình ghim này. Còn nếu như không, anh chị có cái bình khác, anh chị có bình khác thì xách cái bình thùng B gì cũng được. Rồi pha thuốc vô trong cái thùng B đó, rồi mình bỏ cái máy này lên đây gì thôi. Bỏ cái máy này lên trên thùng B, đưa cái đường ống dài xuống để cho nó hút nước lên. Đó. Rồi cái này nó để cái gì nè, xịt sâu gậy gì nè, 5m, 2m gì nè anh chị, về anh chị coi thêm nha. Nhưng mà em sẽ bao cái máy này hoạt động, xịt ra nước ha, xịt ra nước. Đó, thì khi mà anh chị lấy em sẽ test qua Zalo cho anh chị xem máy hoạt động luôn, xịt ra nước ok hết đàng hoàng. Bình chứa này 10 lít là bị tét rồi. Đây. Mã Hitachi, điện 100V nha anh chị, nhắc lại là điện 100V giùm em, điện 100V. Đó. Ghim điện vô, bấm cái nút này thì là cái máy nó hoạt động thôi. Thấy nó chạy vậy đó, chứ có nước nó phúng ra cao lắm nha. Phúng ra cao thì nó mới có áp để nó nén vô trong cái này, rồi nó vô trong cái đầu bét nó phun ra nữa. Rồi thử cho anh chị xem vậy thôi ha anh chị. Đó, nút này thì tắt mở bình thường ok hết đó. Rồi, máy hoạt động, bình bị tét, xì chảy nước. Dây thì em bao nguyên lành, không bị xì. Anh chị mua thì em test qua Zalo ha. Đó, cộng dây này, cộng dây ghim này thì nó cũng dài đâu 1m, 2m, chắc có khoảng 3m. Dây ghim im lắm anh chị. Dây này xài đã đời luôn nè. Đó, im lắm. Đó. Rồi, bình xịt thuốc anh chị. Bình xịt thuốc này chạy bằng điện 100V. Bình thì chứa 10 lít có ngăn nè, hồi bị tét rồi. Vậy anh chị xử lý keo ha, bọng cái gì đó anh chị xài, tận dụng. Rồi, dây thì em bao nguyên lành, không bị xì dọc đường gì hết á, dây thì nguyên. Còn cái tay mà phun bét này anh chị ra chợ mua ha. Rồi, thì em bán cho anh chị là 650 như vậy nè, trọn bộ về 650. Bao máy chạy, xịt nước rồi gì đàng hoàng. Cái chuỗi hạt nè anh chị, cái chuỗi hạt này thì mình đang dòng đeo tay hay là túi hay là mình trang sức gì đó. Đây nó có sách hướng dẫn chỉ mình nè, dây nhợ lung nè. Đó. Rồi. Rồi của nó làm sao em để nguyên vậy cho anh chị nha. Rồi nguyên bộ này có bằng chải rồi dây nè. Mấy cái đầu nhỏ đủ màu hết trơn anh chị. Đây. Rồi anh chị lấy thì liên hệ giùm em ha. Anh chị lấy thì liên hệ giùm em. Đó. Rồi. Cái này giải vậy nè, sách giấy đây là ta ăn những cái hộp này thành những cái vòng đeo tay kiểu cọn vậy đó. Rồi trong đây là một đống hộp này luôn ha. Đó, nhiều lắm, 3, 4, có nhiều thì em sẽ đưa hết cho anh chị nhiều nha, yên tâm. Đó, 6, 8, 10 này nó đang sẵn mới nè, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, đếm sơn sơn dưới này là 28 hộp anh chị. Trên đây còn mới nè. Đó, 29, 30, 31, 31 là mới mấy cái hộp vuông lớn thôi, chưa có đếm mấy cái cọng nhỏ nhỏ thì nữa nghe anh chị, đếm sơ sơ mấy cọng nhỏ nè. 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17 ống gì đó anh chị. Đó, rồi. Hết mã này 200 anh chị, mã chuỗi hạt nha. Anh chị có nhu cầu lấy thì liên hệ giùm em. Mã chuỗi hạt 200. Rồi, tiếp theo là tới máy xay thịt anh chị. Máy xay thịt em bán cho anh chị 900. Máy xay thịt em sẽ bán cho anh chị 900 nha. Đây, cái này là cái lưỡi. Cái này anh chị làm kiểu giống như mình ướp này kia kia nọ đó, gia vị đó, mà ví dụ như ớt tỏi gì đó anh chị muốn xay ra để anh chị ướp á, thì anh chị xay bằng cái lưỡi này rất là nhanh nha. Chưa được 5 giây nữa, chưa được 5 giây nữa là bỏ vô nó xay lên cái là xong rồi đó, rất là nhanh, khỏi thời gian anh chị bầm sắt gì hết á. Rồi cái này á, là cái lưỡi thép trắng còn bén, chưa có mẻ, còn bén chưa mẻ ha, bao cho anh chị là hoạt động tốt. Rồi có là có thủy tinh ok luôn, lành nguyên lạnh luôn. Rồi con này thì mắt in Japan luôn anh chị, điện 100V, 120W nè.
mình để xay thịt xay tôm rồi gì rất là ok anh chị, xay thịt xay tôm ha. Đó, cái này là bào rau củ nè. Đó thì anh chị bỏ cái lưỡi này bào rau củ vô đây, thì bỏ liệu vô đây, nó ớt hay là tỏi rồi gì đó, hành rồi gì vô đây, đẩy cái nắp này lại rồi cắm điện lên, rồi mình nhấn nút là máy chạy. Đó, máy chạy trực tiếp. Còn anh chị muốn nó chạy vừa dừng á, nó xáo trộn rồi gì đó thì mình chỉnh qua chế độ bên đây, màu đỏ bên đây, chạy dừng tự động nha, cái tay em vẫn chưa có buông nha. Đó thì máy nó sẽ chạy dừng giống như là mình nhồi liệu vậy đó. Cái lưỡi xay thịt xay tôm này cũng vậy đó, anh chị bỏ ở đây đó, là chế độ chạy dừng đó. Còn chế độ chạy luôn, máy sẽ có hai chế độ và có thắng anh chị, buông ra này sẽ thắng đứng lại nha. Đó, rất là an toàn cho mình sử dụng, lưỡi bao bén hết, lưỡi này còn bén ngót luôn nè. Rồi, máy xay thịt này em bán cho anh chị giá là 900 nha, hoạt động tốt, ok, ngon lành hết, Made in Japan, điện 100W giùm em, nhớ qua biến thế nha anh chị, 100W giùm em, 900.000. Tiếp theo tới cái nồi chiên không dầu anh chị, cái nồi chiên không dầu này còn rất là mới đẹp luôn anh chị, cái này em bán 1.500.000 nha, anh chị nào lấy thì liên hệ giúp em. Ăn mà sợ dầu mỡ đi gì này kia cái nọ, mình hạn chế dầu mỡ thì ở đây có con nồi chiên này cho anh chị xài, đáp ứng cho anh chị luôn. Nhấn cái nút chỗ này, mình dỡ cái gỗ này lên, bên trong anh chị xem thấy nó không có bị chóc cái gì hết. Cái nồi đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp anh chị ha, chống dính rồi gì còn rất là đẹp luôn. Rồi mình gài cái này lại, thì bằng cách là mình bỏ vô ngay đâu đó là nó sẽ gớt vô thôi. Đó, mình bỏ chưa ngay thì nó chưa vô, bỏ ngay thì nó sẽ gớt vô. Đó, anh chị dùng thì liên hệ giùm em nha. Bên trong con này cũng còn đẹp lắm anh chị, đây bên trong nè, quay trong cho anh chị xem. Đó, cái này là cái dây làm nóng ở trên nè, vẫn còn đẹp. Rồi, quay tem cho anh chị luôn, Philips nha, sản xuất 2014. Đó, model là HD9220, điện 100W 1425W. Đó anh chị, có chỉnh nhiệt độ, có hẹn giờ luôn, anh chị nào dùng thì liên hệ giùm em. Đây đây thì đây là chỉnh nhiệt độ là ở đây ha, dây điện thì lôi ra mình xài xong mình nhét vô nha. Chỉnh nhiệt độ nè, tối đa 200 độ anh chị, tối thiểu là 80 độ. Rồi mình chỉnh hẹn giờ ở đây, bắt đầu máy nó sẽ chạy thôi. Ở đây hẹn 2 phút nè, máy chạy rồi bắt đầu quạt gió quạt, rồi gia nhiệt, bóng đèn này sáng, nó báo có nguồn nó sẽ thổi gió, nó lấy cái hơi nóng nó thổi ha. Thì anh chị nào mà xài cứ việc liên hệ em, con này Philips nha, màu đen còn bóng bẩy đẹp lắm anh chị. Đó, rồi nồi chiên không dầu em bán 1.500.000 nha, anh chị nào có nhu cầu xài thì liên hệ giúp em ha. Hết giờ này thì nó sẽ tắt luôn, tắt nhiệt độ ha. Rồi em bán 1.500.000 nha. Rồi tiếp theo thì tới máy lọc nước anh chị. Máy lọc nước thì hôm nay em về được con 5 tấm nè, em về được con 5 tấm 8050 anh chị, Nati 8050. Con này thì buồng điện phân của nó là 5 tấm điện cực anh chị ha. Loại lọc của nó 12.000 lít. Đó, có giọng nói cô gái Nhật. Đây, điện 100W cắm vô đây, nhớ cắm qua biến thế giùm em là được. Rồi, còn cái cọng dây này là con dây nước thải, anh chị hứng lại vô chậu, anh chị rửa tay, rửa chân, đó, rửa chén, rửa bát rất là sạch luôn, bằng cá, rửa cá là gì được bình thường. Đó, rồi còn hai cái ống này, một cái ống màu, chữ màu đen là đi vô là nước thì cục cấp vô trong máy. Rồi ống màu trắng này nước mũi tên đi ra thì là nước này, nước mình sử dụng nè, nước mình sử dụng. Cái này thì em bán cho anh chị giá là 7.000.000 nha anh chị, 7.000.000. Em sẽ hướng dẫn lắp đặt cho anh chị sử dụng ha. Rồi, cái hàng này hàng đấu giá rất là mới anh chị, một cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe, lọc nước y dòng kèm. Nó sẽ cho ra các loại nước nè anh chị, pH 1, pH 2, pH 3 và pH 4. Thì em sẽ nói từng loại công dụng của nước này cho anh chị nghe. Nước là nước tinh khiết, nước này nước axit. Thì bắt đầu từ đây là nước axit. Đây, em cắm điện, em sẽ ghim điện vô cho anh chị xem luôn. Rồi. Rồi, thì ở đây nó báo lỗi lọc là còn 11.990 lít. Đó. Rồi. Anh chị nghe, mỗi một lần mình chuyển chế độ thì sẽ có tiếng nói của cô gái Nhật nó đọc lên ha. Đây, cái này là nó bị cái bóng đèn. Đây, anh chị xem nè. Để cái gì nó bị cái bóng đèn chói vô ha. Rồi, em quay qua đây cho anh chị thấy. À, màn hình hiển thị số rất là rõ nét, đẹp. Rồi em nói công dụng nước anh chị, nước pH axit nè là để rửa mặt ha, tẩy tế bào chết. Rồi nước này nước tinh khiết. Nước tinh khiết này á thì để anh chị uống thuốc, pha sữa cho trẻ em uống. Nước pH 1 8.5 thì anh chị để uống cho người mới bắt đầu làm quen với nước pH.
Nước pH 2 là 9 chấm. Thì anh chị uống cái nước này sau một tuần thì uống nước pH 1. Thì khi nào mà anh chị uống nước pH 1 nó sẵn khoảng một tuần, hai tuần rồi á, thì anh chị chuyển qua nước pH 2. Cái nước pH 2 này á, thì anh chị uống sau tuần, hai tuần nữa anh chị sẽ chuyển qua nước pH 3. Cái nước pH 3 này á, nước pH 2 này á, anh chị có thể lấy nước là do cơm, rồi do gạo, rồi bắt cơm luôn. Đó. Rồi nước pH 3 này là anh chị uống hoài luôn, 9.5. Anh chị uống hoài hàng ngày luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là nước pH 4. Nước pH 3 này anh chị uống hàng ngày, cũng có thể là lấy để pha trà với lại pha cà phê nha, hương vị rất đậm đà. Rồi tiếp theo nước pH 4. Nước pH 4 này á, là anh chị lấy ra anh chị ngâm rau củ quả, trái cây để mà loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu ha anh chị. Đó, người ta xịt thuốc trừ sâu để cho sâu đừng có ăn phá đó. Thì mình mua về ngoài chợ thì mình phải ngâm với nước này. Ngâm với nước này 20 phút nửa tiếng gì đó, hoặc là 15 phút gì đó. Thì anh chị sẽ lấy ra anh chị rửa sạch lại với nước sạch. Anh chị rửa lại bất cứ cái nước nào ha, nước tinh khiết hay nước nào cũng được. Rồi anh chị rửa sạch sẽ xong rồi anh chị sẽ ăn thôi. Đó, nước tinh khiết cũng rửa được, nước pH 1, pH 2, pH 3 ha. Anh chị đều rửa được hết, anh chị rửa sạch lại cái nước này anh chị ngâm xong anh chị rửa sạch lại rồi anh chị ăn thôi ha. Nó sẽ không có bị trúng cái thuốc trừ sâu vô người của mình. Thuốc trừ sâu người ta xịt lúc nào nó cũng có bám lên trên cái thân rau với lại trái cây rồi vậy đó. Mình ngâm nước này nó loại bỏ luôn. Đó, ok ha anh chị. Rồi, cái này thì em bán 7 triệu nha. Máy rất là mới anh chị. Em rút ghim ra em sẽ quay cho anh chị xem về toàn thể cái tổng quan về cái máy nha anh chị. Đó, máy rất là mới ha anh chị. Đó, tất cả thì được kỹ thuật bên em kiểm tra từ trong ra ngoài hết rồi. Mấy con này là sản phẩm nội địa Nhật hết ha anh chị. Đó, sản phẩm nội địa Nhật hết. Đó. Rồi, cho anh chị xem ha. Chọn dòng. Đó, chọn dòng luôn. Rồi, phía sau này thì anh chị mở cái nắp này ra anh chị sẽ thấy được cái lõi lọc phía sau. Về phần lõi lọc phía sau rất là mới anh chị, lõi lọc rất là mới. Đó, lõi lọc rất là mới, hoạt động chuẩn chỉ hết nha anh chị. Toàn bộ tất cả loại nước được em test và nhỏ pH để mà kiểm tra từng loại nó còn đạt chuẩn hết là thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì em sẽ có bút thử, em sẽ có bút thử để kiểm tra được cái chất lượng của nước luôn ha anh chị. Đó, thì anh chị nào quan tâm tới sản phẩm cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0335 172 445, Zalo cũng là số trên luôn, em chân thành cảm ơn. Đó, thì tiếp theo sản phẩm tiếp theo tới máy lọc nước mã số 2. Máy lọc nước mã số 2 đây em sẽ bán cho anh chị giá là 6 triệu. Máy lọc nước mã số 2 em sẽ bán 6 triệu nha anh chị. Máy này thì mã là TK-AS43 Panasonic. Đó, con này thì em bán 6 triệu. Con này thì nó là 3 tấm điện cực, buồng điện phân của nó là 3 tấm điện cực, lõi lọc của nó là 12.000 lít ha, 12.000 lít. Cái giòi này thì anh chị muốn bẻ đâu bẻ ha, giòi này là giòi nước sử dụng nè. Còn cái ống lớn này là cái ống nước cấp thủy cục vô nè anh chị. Rồi cái ống nhỏ này cũng là nước thải, anh chị hứng lại rửa tay rửa chân được gì đó như cái máy kia thôi. Rồi cái này là cái phích cắm điện, anh chị cắm điện 100V qua ổ áp giùm em, hoặc là biến thế giùm em. Rồi màn hình số đây còn 11.943 lít nè anh chị. Đó, màn hình hiển thị số rõ nét cũng có tương tự như con kia. Thì là nước axit rửa rửa mặt, nước tinh khiết để uống thuốc pha sữa cho trẻ em uống. pH 1 mình uống làm quen 8.5. pH 2 là mình để vô gạo nấu cơm uống tiếp theo. Rồi mức pH 3 là mình uống quen, mình sẽ uống mức này hoài luôn. Rồi lấy cái nước pH 3 này anh chị đem đi pha cà phê, pha trà ha. Đó. Rồi tiếp theo thì anh chị có thể nhấn tăng cường buồng điện phân để lấy cái nước pH 4. Thay vì thằng kia nó có cái nó có cái nút pH 4 để mình lấy, thì giờ mình nhấn qua bên cái mức này là tăng cường buồng điện phân. Đó, để mình lấy cái nước pH 4 nha anh chị. Mình lấy cái nước pH 4 là pH 4 để làm gì? Cấp thứ tư đó là để mình ngâm rau củ quả như nãy em nói đó, là ngâm rau củ quả ngoài chợ mua về để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu. Ngâm 15-20 phút vậy đó, rồi anh chị lấy ra anh chị rửa lại sạch sẽ rồi anh chị dùng. Đó. Rồi, giá bán con này là 6 triệu anh chị, một sản phẩm bảo vệ sức khỏe nha anh chị. Đó, mình uống mình phòng trị bệnh, mình phòng bệnh và trị bệnh luôn trên một cái con máy lọc nước như thế này. Đó, chất lượng là tuyệt đối luôn nha anh chị ha. Rồi anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ giúp em nha. Con này mã lọc nước số 2 em bán 6 triệu. Đó, lõi lọc 12.000 lít. Đây con này trên tem của anh Made in Japan luôn anh chị. Điện 100V ha, điện 100V 1.3 tức là 130W anh chị. Rồi ok, đây là cái phần sau của nó. Lõi lọc cũng còn rất là mới luôn anh chị, lõi lọc còn rất là mới. Ra nước chuẩn chỉ toàn bộ tất cả các loại nước. Anh chị nào mà đang quan tâm tới sản phẩm cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335 172 445, Zalo số trên em tên Sơn.
để em sẽ gửi video lấy nước trực tiếp và test nước cho anh chị xem. Đó, khẳng định là máy hoạt động chuẩn chỉ ha, chứ không phải em chụp hình đâu đó, chứ cái này là em test trực tiếp. Đó, em lấy nước trực tiếp vô máy, lấy ra rồi nhỏ pH luôn. Đó, thì anh chị nào có nhu cầu quan tâm tới sức khỏe thì có nhu cầu thì cứ việc liên hệ giùm em. Đó, thì tiếp theo thì tới mã bếp ga anh chị. Bếp ga số 1 là một cái chiếc bếp ga Iwatani, một cái thương hiệu ga khá là nổi tiếng của những cái sản phẩm của Nhật. Thì Iwatani này á, là cũng có xay thịt nè, ép với cây nè, rồi sản phẩm bếp ga mini, bếp ga du lịch nè, đầy đủ hết. Cái này bếp ga du lịch đi phượt nè anh chị. Đó, mình đi xe 7 chỗ hay là xe gắn máy gì cũng được, mình thiết kế ở phía sau đó, mình chở đồ mình có thể chở cái này luôn. Đó, mình sử dụng bình ga mini nha. Bình ga mini á, thì anh chị đi đến đâu cũng có bán hết á. Đó, kể cả những cái tiệm bán ga nhỏ lẻ, tiệm điện, tiệm tạp hóa cũng có bán luôn nha anh chị. Đó, thì anh chị nào mà có nhu cầu lấy thì liên hệ giùm em. Con này hàng full thùng. Đúng ga thì nó sẽ có hai chai ga. Nhưng hai chai ga là nó có hai cái tay này nè, để mình gắn một lần hai chai ga mình nấu hai cái bếp. Nhưng mà bếp này á, em đấu về thì hiện tại giờ nó chỉ còn có một tay thôi, không biết nó lạc đâu mất một tay ở bên kia rồi. Đó, thì thành ra là mỗi một lần mình chỉ nấu được có một bếp thôi, hoặc là bên trái hoặc là bên phải, để mình kết nối cái chai ga vô nha. Anh chị nào mua bếp này thì anh chị nghe rõ giùm em nha, chỉ còn có một tay để gắn một chai bia, một chai ga thôi, là tức là mình nấu được một bếp ga thôi ha anh chị. Đó, hoặc là bên trái hoặc là bên phải đều gắn được hết. Hàng thì nó full thùng như vậy nè, mà không biết sao thất lạc hết trơn một tay này rồi. Đó, rồi cái này hiện bán 2 triệu nha anh chị, 2 triệu. Hàng mà bếp ga thuộc dạng du lịch này á thì nó rất là mắc tiền á anh chị. Đó, nó rất là mắc tiền. Rồi ok, giờ em sẽ rút ra cho anh chị xem. Hàng còn full thùng, nước sơn còn đẹp luôn á. Rồi, cái này là cái chân của bếp ga anh chị, cái chân nó mới chát gì luôn nè. Bung ga thì tự động nó gài lại ha, bung ga thì tự động gài lại. Đây thì là cái đồ để cái giá để đỡ bình ga nè, mình đút vô đây là được, đút vô đây là được ha. Cái hướng này luôn, em đang hướng dẫn cho anh chị lắp luôn nha. Bây giờ em lắp bên đây đây. Đó, khi nào mà anh chị đun lên thì anh chị thấy nó sát là được rồi, chứ không có cần nhất thiết là mình phải thử cho nó ăn hay không. Tại vì bản thân cái này nó cho mình rút ra, ở phía trong nó sẽ có hai cái cửa này để giữ cái miếng này lại. Anh chị cứ yên tâm, nó không có rớt đâu. Rồi cái chai ga ha, bây giờ em sẽ đút cái chai ga cho em thử. Đây, gài chai ga thì cũng như mọi cái bếp ga bình thường thôi anh chị. Thì anh chị cứ việc gài cái đầu này, nó có cái rãnh nè, mình gài vô đây vậy, nằm phía trên này luôn nha, mình gài vô đây vậy. Đó, để cầm gì hả? Rồi để em thử là được chơi nha anh chị. Cái này thì mình bật lên thì ở đây nó có cái tay này, mà cái tay này em cũng không biết nó thiết kế sao mà em để nó cũng chưa có thấy nó hợp lệ, tức là đúng ra thì đúng nó sẽ móc lại đó. Này sao nó không móc mà nó đưa ra luôn à. Rồi, Iwatani đây, tông tem thông số thì còn rất đẹp luôn nè anh chị. Đó, chưa có ăn chai ga. Cái đó nữa xuống bếp
Tiếp theo tới bếp ga mã số 2 nha anh chị. Con này là bếp ga đôi, sử dụng bình ga lớn ha anh chị. Rồi con này em bán cho anh chị giá là 2 triệu, tất cả đã được dọn sạch sẽ ha. Đó, bếp dọn sạch sẽ. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ giúp em ha. Giá bán là 2 triệu thì bếp ga đôi này bên em á bán á, thì là em sẽ tặng cho anh chị là một sợi dây ga Nhật dài 80 cm, tặng cho anh chị một cái cặp pin Bana mới, lợp lưới chống chuột inox bảo hành cho anh chị 12 tháng và bao ship toàn quốc nha anh chị. Thì bếp ga bên em bán bếp ga đôi như thế này á thì em sẽ đi kèm 5 chế độ em vừa kể. Đó, thì giá bán hôm nay là em bán 2 triệu. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ giùm em. Mã này là mã bếp ga số 2, thương hiệu là Paloma, hoạt động tốt, chuẩn chỉ hết anh chị. Mặt men. Đó, mặt men. Rồi, cái này á là hộc nướng. Cái hộc nướng, dĩ nướng của nó nè. Hộc nướng, dĩ nướng. Đây là lò nướng. Đây là phần lò nướng anh chị. Đó, phần lò nướng. Rồi, về phần mặt và vách ha, là em có sơn dặm nha anh chị. Về phần mặt và vách em có sơn dặm, thì anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ giùm em ha. Rồi, tất cả thì lửa củi em đã cân chỉnh ok ngon lành hết rồi. Đó, tất cả là lửa củi em chỉnh ok ngon lành hết rồi nha anh chị. Thì anh chị cứ việc là về dùng thôi. Đó, thì em nhắc lại là bếp ga mã 2 này em bán 2 triệu, bảo hành cho anh chị là 12 tháng. Đó, tặng cho anh chị cặp pin Bana mới, tặng cho anh chị sợi dây ga Nhật 80 cm, lợp lưới chống chuột inox. Đó, bao ship, rồi bảo hành 12 tháng. Rồi ok anh chị, đó là toàn bộ 5 chế độ bên em ha. Thì anh chị nào mua cứ việc liên hệ trực tiếp với em ha, qua số điện thoại là 0335 172 445. Em tên Sơn, và kết nối Zalo, em sẽ test bếp cho anh chị xem nha. Đây bếp này thì mặt men là nó có mẻ ở đây xíu, nhưng mà nó mẻ ngay chân cái càng nha anh chị. Bên đây cũng vậy, nó cũng mẻ ngay chân cái càng. Đó, rồi thì bếp về hình thức thì nó là như vậy ha anh chị. Mở bếp ra số 2, 2 triệu. Anh chị có nhu cầu lấy thì liên hệ giùm em. Rồi tiếp theo thì tới mở quạt anh chị. Mở quạt thì hôm nay em lại tiếp tục về cái lô quạt không cánh này nữa anh chị. Đó, quạt này là quạt còn nguyên thùng luôn nha anh chị. Đây, quạt này em bán là 2 triệu 550, giá này chỉ chưa được 1/4 giá, 1/3 giá, khoảng 1/, chưa tới 1/3 giá nha, của quạt mới bán chính hãng tại siêu thị. Quạt này thì nó gồm có 2 chế độ, quạt gió mát và quạt sưởi, và nó là không cánh, an toàn thân thiện cho trẻ em, thì trẻ em không có thể nào đút tay vô cánh quạt được anh chị. Đó, rồi ok, quạt này thương hiệu Dyson, sản xuất là made in Malaysia, hàng còn nguyên thùng như vậy anh chị. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì liên hệ giúp em nha. Đó, em sẽ khui thùng ra test cho anh chị xem. Sách hướng dẫn. Cái này là cái chân đế, còn cái này là cái remote. Cái chân đế quạt á anh chị. Đó, thì sản phẩm em gói giao cho anh chị, em quay như thế nào anh chị sẽ nhận đủ quay trang như vậy. Đây thì remote gain của nó nha anh chị. Remote gain của cái quạt này thì nó sẽ có 500, đây anh chị để lên trên cái đỉnh đầu cái quạt nó sẽ hết. Tí xíu nữa em sẽ làm cho anh chị xem luôn. Đây, quạt thì còn trong thùng như thế này ha. Đó, rồi dây điện, rồi dây điện mút xốp đó. Rồi cái chân đế thì em sẽ dặn vô, cái chân đế em sẽ dặn vô đây. Rồi giờ cho anh chị xem phần phía dưới luôn chân quạt. Đây, made in Malaysia nha anh chị. Đây, made in Malaysia đây, sản xuất cho thị trường Nhật xài, điện thì là 100W, anh chị nhớ cắm vào ống áp ha. Cái công suất của nó là 1200W, công suất của nó là 1200W ha anh chị. Đó, 1200W. Rồi bây giờ em sẽ dặn cái chân đế này vô, em sẽ dặn cái chân đế này vô để em để đứng cái quạt lên em test cho anh chị xem. Đây, nãy như em nói vậy đó, là cái quạt này á là nó sẽ có cái 500 hết ở trên cái đầu quạt như vậy nè anh chị. Đó,
anh chị xài xong anh chị để đây là không có sợ nó lạc mất đâu hết trơn á. Rồi lại mình xài thì mình lấy ra đó, dây điện của nó đây đó, dây điện của nó đây còn mới chát nha. Rồi em tiếp điện cho anh chị xem. Đây hiện tại là nó đang ở bên sưởi, em sẽ chuyển nó qua bên mát nha anh chị. Đó, em sẽ chuyển cho nó qua bên mát. Chiều cao của quạt là 60 cm anh chị, từ dưới chân lên tới trên đỉnh quạt là 60 cm. Đó, rồi ở này là nút đảo chiều. Đó. Rồi, thì bây giờ em đang để cho nó đứng nha. Ở đây nó, em sẽ hướng dẫn anh chị, đây là gió mát nè. Còn cái này là tăng giảm nhiệt độ, cái tốc độ gió nè. Thì ở đây nó có 10 cấp độ nè, em sẽ giảm xuống 9-8 nè, anh chị sẽ thấy số thay đổi đó, 7-6-5-4-3-2-1 nè, đó, rồi tăng lên nè, đó, nó sẽ có từng cấp độ gió nha, 10 cấp độ gió, rồi anh chị muốn sưởi á, thì anh chị chọn qua bên cái nút đỏ này, đó, là nó cho mình tối đa là 37 độ nha, nó đang sưởi đó, rồi sẽ tăng giảm được nhiệt độ 30 nè, 29, 28, 27 nè, đó, rồi ok, thì á, là anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ thổi ra cái hơi nóng. Nó đang thổi ra cái hơi nóng ở đây đó, thì á khi mà anh chị muốn không muốn sưởi nữa thì anh chị muốn gió mát thì anh chị nhấn vào nút xanh đó. Rồi đây là hẹn giờ, cái nút này là cái đồng hồ là cái hẹn giờ, mình hẹn giờ 15 30 phút, 45, 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng. Còn cái này là đảo chiều anh chị, nút này đảo chiều thì nó sẽ quay qua quay lại đó, quay qua quay lại. Thương hiệu đai xanh nha anh chị, nó sẽ có hai loại gió nha. Đó. Gió mát và gió nóng sưởi. Đó. Rồi, quay quay lại, mình muốn cho nó dừng thì mình nhấn lại tiếp tục, mình nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ dừng đứng lại. Đó, rồi, anh chị ngồi đối diện với quạt á là nó mát á thì anh chị chọn cái nút gió tập trung nè, đó, nó gom lại. Còn anh chị muốn ngồi hai bên mép á nó mát á thì anh chị nhấn cái nút hình cái quạt xè này ra. Là ngồi đối diện nó sẽ không mát nữa mà nó sẽ mát qua hai bên nha, chính giữa này không mát nữa mà nó mát qua hai bên này này, đó, chính giữa nó không mát nữa là cái chế độ của nó nha anh chị. Đó, rồi thì anh chị nào mà đang có nhu cầu á thì cứ việc liên hệ giùm em nha. Cái quạt sưởi này rất là tiện lợi, nó thì không có nấu, không có đốt, không có gì mà liên quan tới lửa củi hết đó, nó chỉ có sấy bằng nhiệt độ trong đó và kiểm soát ha. Rồi thì hiện tại giờ á em chỉ nói đôi ba câu thì cái hơi nóng nó thổi ra đây rồi nè. Thì anh chị mà ở ngoài miền ngoài mà nó lạnh á, thế nó sắp sửa thời tiết nó lập đông rồi thì bắt đầu nó sẽ lạnh. Nó lạnh thì anh chị nên có chiếc quạt này ha. Đó thì mình vừa sưởi ấm trong căn phòng, mình vừa mặc đồ giữ ấm này kia cái nào cơ thể ha anh chị để bảo vệ sức khỏe. Thì ở đây anh chị em có bán sản phẩm này, giá con này á là 2.550.000, anh chị chuyển khoản đủ em sẽ bao ship. Đó, em hôm ngày em hết hàng em mới về được nữa nè, em mới về được mấy cây nữa nè, anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ dùm em nha. Đó, giá này anh chị cứ tham khảo ở trên những cái trang web nó bán á, là mới siêu thị á, là tầm có khoảng 9 triệu, em bán là chỉ có 2.550.000, hàng còn nguyên thùng như vậy nha anh chị, hàng còn nguyên thùng thì có remote game đầy đủ hết. Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu á, lấy thì liên hệ giúp em ha, trực tiếp đặt hàng qua số điện thoại là 0335172445, em tên Sơn. Đó, kết nối Zalo thì cũng là số trên luôn nha anh chị. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo là một sản phẩm nữa là chiếc quạt gió số 2. Chiếc quạt gió số 2 này em sẽ bán cho anh chị giá là 4 triệu, cũng sử dụng điện 100W luôn, hàng trưng bày ha anh chị. Đó, hàng trưng bày thì sản phẩm này thì em sẽ trưng bày ở nhà rồi gì cũng rất là đẹp nha anh chị, phòng khách rồi gì ok nha. Đó, cánh là cánh 30 cm nha, cánh 30 cm. Đó, thân trụ sắt ha anh chị. Đó, em bán cho anh chị là 4 triệu nè. Hai tấp năng, đó, gồm có 3 cấp tốc độ gió, thương hiệu là Toshiba, điện zin 100W nha anh chị. Sắt cái quạt này rất là nặng anh chị, cái quạt này rất là nặng, anh chị nào mà mua thì cứ việc liên hệ giúp em nha. Đó, để đặt hàng. Rồi quạt này có thể nâng hạ chiều cao. Đây, em hạ chiều cao nó xuống đây. Đó. Rồi,
cổ thì mình có thể bẻ lên bẻ xuống được nha anh chị, bẻ lên bẻ xuống được luôn đây đó, anh chị muốn bẻ sao đó anh chị bẻ nha, đó tùy theo anh chị. Lồng thì nó còn rất là sáng, logo cũng còn rất là đẹp luôn, cánh thì nguyên lành không nứt bể đó, cánh nguyên lành không nứt bể. Giờ em test gió cho anh chị xem nha, cắm điện. Cắm điện ha. Đó, chui này của mấy anh Nhật mấy anh xài, anh hai hai thằng chui chúng chui Nhật chúng dép nữa nè. Rồi ok, bắt đầu em sẽ test nè. Này nó hết giờ, hết thời gian nó không chạy nè. Đây là cái núm tức năng hẹn giờ nè. Đó, 60 phút. Đó. Rất là êm nha anh chị. Vô mẹ đi. Đây là số 1 nha anh chị. Rồi tiếp theo tới số 2 nè. Đó. Thay đổi tốc độ gió lại ha anh chị. Số 3 nè. Rất là ok luôn. Quạt thì ok, hoạt động chỉnh chỉ nha anh chị. Rất là êm, không có phát ra tiếng động gì hết nha anh chị. Nó chỉ có gió thôi. Rồi thì cái này nếu hẹn giờ hoạt động tốt 60 phút. Còn cái này mình chỉnh góc độ được nè anh chị. Thì bây giờ em sẽ chỉnh là 60 độ. Ở đây nó cho mình chỉnh 3 góc độ nha, 60, 90, 120. 60, 90 và 120. Thì anh chị nào mình muốn hạn góc nó đó, để cho nó quay nhanh tới mình đó, thì là 60. Đó, còn mình góc rộng ra thì mình chỉnh 90, rộng ra nữa là 120 là tối đa. Thì hiện tại giờ anh chị theo dõi là nó đang là 60 nha anh chị. Này quạt này là cái chiều cao này em đang hạ xuống hết rồi đó, em chưa có nâng lên, nó là quạt lửng anh chị. Mình có thể nâng hạ chiều cao nó có khoảng một tấc mấy nữa đó. Rồi ok, thì hiện tại anh chị sẽ thấy là cái mở cái góc này ra rất là hẹp nha. Nó mở cái góc này ra rất là hẹp. Đó. Đó. Rồi bây giờ em sẽ chỉnh nó ra là 90 nha anh chị. Em chỉnh nó ra là góc độ là 90. Đó, em đang chỉnh nó qua là góc độ 90. Anh chị sẽ thấy nó quay rồi nó lựa góc xong là nó vô cái khớp của nó là nó sẽ mở cái góc ra 90. Đó. Là nó sẽ gọng ra. Đó, anh chị thấy cái mặt nó quay qua nhiều hơn so với hồi nãy rồi đó. Đó, rồi bắt đầu em sẽ cho nó mở lên 120 luôn nha anh chị. 120 là nó mở rộng ra luôn á. Đây. Rồi 120. Hai cái núm tức năng này còn rất là đẹp nha anh chị. Hai cái núm tức năng, cái nước xi nó còn rất là đẹp luôn. Bốn cái nút số đó cũng vậy, số 0, số 1, số 2, số 3 đó cũng còn rất là đẹp. Nói chung cái quạt sắt này là nó còn cái độ mới, nó sáng sủa và đẹp lắm nha anh chị. À, hàng thì em bao cho anh chị là nguyên zin nguyên bản, cánh nguyên lành, cổ nguyên lành. Đó, tụ zin từ đầu từ trong ra ngoài hết luôn nha anh chị. Đó, còn zin nguyên bản. Còn cái chui cắm điện này á, thì ở bên Nhật họ thay nha anh chị. Đó, ở bên Nhật họ thay. Rồi ok. Thì anh chị nào có nhu cầu mà dùng thì cứ việc liên hệ giùm em. Đó, quạt thì chuẩn chỉ hết nha anh chị. Hoạt động rất là êm, gió mát. Đó, êm ái, bền bỉ theo thời gian. Đó, bền bỉ theo thời gian. Đó. Rồi, anh chị sẽ xem cái gáo phía sau của nó nè. Gáo này là cái bầu này, bầu nhựa. Bầu nhựa ha anh chị, nhưng mà còn rất là sáng sủa bóng loáng luôn nè anh chị. Đó. Anh chị nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ giúp em nha. Đó. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0335 172 445, em tên Sơn. Thì cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video đến giờ phút này. Thì em rất chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả mọi người sức khỏe. Em xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong video clip tiếp theo. Nếu như có nhu cầu với sản phẩm nào thì cứ việc liên hệ trực tiếp với em ha, đặt hàng. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á, thì cho em xin một lượt đăng ký. Nếu như thấy video hay thì cho em xin một lượt like để tạo động lực. Em sẽ tìm thêm nhiều sản phẩm khác của Nhật hay ho để quay lên cho anh chị xem. Thì em xin chân thành cảm ơn. Đó, em sẽ hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo. Xin thân ái kính chào.